18. Lộ trình để vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh không dụng công. Đức Phật dạy: 1. Về thân, không luận đi, đứng, nằm hay ngồi. 2. Về tánh, chỉ sử dụng Phật tánh, tức thấy, nghe, pháp, biết phải ở trong thanh tịnh tự nhiên. Cụ tập được như vậy, khi nào được rơi vào trạng thái như không có thân mình, càng lâu càng tốt. Chỗ này Đức Phật dạy trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, là Đức Phật dạy chỗ này. Cụ thấy hay nghe không bị giới hạn là đúng. Chỗ này Đức Phật dạy trong Huyền Ký, khi tánh tự nhiên thanh tịnh là đây Niết Bàn. 19. Lộ trình vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh có dụng công, nơi Kinh Kim Cang. Cửa thứ nhất, tâm cảnh không dính nhau. Tánh người của cụ đối diện là tiếng động, hoặc cảnh hay vật mình đang thấy, tiếng mình đang nghe, hoặc cảnh vật mình đang thấy, phải nghe hoặc thấy như sau. Biết mình đang nghe hoặc thấy. 1. Biết mình đang nghe tiếng lớn, tiếng nhỏ, trầm hay bổng, vân vân, hoặc biết mình đang thấy màu sắc dài ngắn, cao thấp, vân vân. Thấy nghe này nó còn nằm trong tánh Phật. Nếu cụ tập được như vậy, đã vượt được qua cửa thứ nhất là tâm và cảnh không dính nhau, mà trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy là đã giải thoát được phần thứ nhất rồi. Trong Thanh Tịnh Thiền Đức Phật dạy tâm cảnh không dính nhau là giải thoát. Cửa thứ hai, độ vô số chúng sanh mà không thấy chúng sanh nào được diệt độ. Khi đã vượt qua được cửa thứ nhất rồi, sẽ đến cửa thứ hai. Người tu được đến cửa thứ hai này, tự nhiên nghe rất nhiều tiếng âm thanh hay hình ảnh từ trong tàng thức của mình đổ ra. Dù có dụng công ngăn nó cũng tự động tuôn đổ ra. Vì sao vậy? Vì những thứ vọng tưởng của cụ trước kia lúc nào cụ cũng liên tục nhồi nhét đem vô tàng thức, nơi miệng cửa tàng thức như có cái hút chặn bít lại vậy. Nên những thứ trong tàng thức mà cụ đem vào trước kia nó không tuôn đổ ra được. Nay cụ tu thanh tịnh thiền, tức cụ không đem vào trong tàng thức nữa, nên miệng cửa của tàng thức được trống. Do đó những thứ mà trước kia cụ đem vào, nay cửa tàng thức được mở, nên những thứ trong tàng thức tự động tuôn đổ ra. Khi trong tàng thức của cụ được trống sạch, cái kho tàng thức này nó biến thành là cái kho thanh tịnh. Đức Phật dạy cái kho thanh tịnh này là Như Lai Tàng, tức cái kho thanh tịnh tự nhiên. Cửa thứ hai này trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy độ vô số chúng sanh mà không thấy có chúng sanh nào được diệt độ. Trong cái kho Như Lai Tàng này, duy nhất chỉ còn chứa hai thứ: một, công đức; hai, phước đức. Công đức, nó nằm trong da, thịt, gân, xương, tủy não của cụ. Vì vậy, khi cụ vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, nó được điện từ quang trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh chiếu soi, nó liền biến thành là pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh này lớn hay nhỏ là do công đức của cụ tạo ra trong tam giới này. Cũng nói cho cụ biết, công đức không sử dụng trong thế giới vật lý này được. Vì sao vậy? Vì công đức nó dính chặt trong thân cụ nên không sử dụng theo luân hồi được, chỉ để sử dụng cho pháp thân thanh tịnh mà thôi. Phước đức nó đi theo cụ như hình với bóng, nên phước đức này chỉ sử dụng trong luân hồi thôi, tức để tạo ra những vật chất. Vì vật chất nên phải đi theo chiều thành, trụ, hoại, diệt. Khi cụ vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh mà phước đức của cụ sử dụng trong tam giới còn lại, số phước đức còn lại này nó tự biến thành là công đức để bổ túc cho pháp thân thanh tịnh của cụ. Cửa thứ ba, vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Vì là theo lộ trình bể tánh thanh tịnh Phật tánh nên bắt buộc phải đi qua cửa Hải Triều Âm. Cửa Hải Triều Âm là nơi phân cách giữa bể tánh thanh tịnh Phật tánh bên trong
còn bên ngoài là sức hút khủng khiếp của vật lý âm dương. Vì là sức hút khủng khiếp của vật lý âm dương nên khó có ai vượt qua được. Ngày xưa Đức Phật dạy, nơi vật lý âm dương là do ma vương cai quản, còn ngày nay chúng ta hiểu là do lòng ham muốn của con người nên khó có ai vượt qua được sức hút này. Vì sao ít người vượt qua được? Vì bất cứ ai đã mang tánh người rồi, trong tánh người có đến 16 thứ chấp, cộng thêm trong tánh người bị bao phủ bởi 84.000 những thứ ảo giác nữa, thử hỏi làm sao buông bỏ được. Vì vậy, vị nào tu theo pháp môn thanh tịnh thiền bắt buộc phải có 3 phần đại duyên, đại phúc và đại kiên trì như sau. 1. Đại duyên với pháp môn thiền tông học này. 2. Đại phúc gặp được vị thiện tri thức. 3. Đại kiên trì một lòng muốn giác ngộ và giải thoát thì mới mong có kết quả được. Cụ có được 3 yếu tố nói trên, khi rời thế giới vật lý này, tự động được điện từ quang trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh hút kho Như Lai tạng của cụ qua cửa Hải Triều Âm. Tức khắc, cái kho Như Lai tạng liền biến thành là pháp thân thanh tịnh. Những thứ của ý trong Phật tánh ẩn vào pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh này ở trong bể tánh thanh tịnh được gọi là Phật. Vì trong bể tánh thanh tịnh có quá nhiều Phật, vị Phật nào có lời nguyện lập quốc để giúp cho người khác thì có tên, còn vị Phật nào không phát nguyện mà ở trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh được gọi là Phật thôi. Còn Phật nhỏ hay Phật lớn tùy theo công đức của vị ấy đã tạo ra trong tam giới. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rõ như sau. Vị nào tu đúng pháp môn thanh tịnh thiền mà được vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, nếu có phát nguyện lập Phật quốc ở đâu trong càn khôn vũ trụ này, thì vị ấy sẽ tự tạo cho mình một Phật quốc riêng. Như Đức Phật A-di-đà có lập ra một cõi nước của Ngài được gọi là Tịnh Độ. Vì sao Ngài gọi là Tịnh Độ? Vì người tu pháp môn này, tâm vật lý của mình phải thật sự tự nhiên thanh tịnh thì mới vào nước của Ngài được. Sau này, các vị thầy muốn dụ dỗ những người ham vui, ham sung sướng về đây ở, nên gọi là nước của Ngài là Cực Lạc, tức cực kỳ vui sướng. Phần nước của Đức Phật A-di-đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy tu như sau. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, tức nhìn thấy mà tánh thấy được tự nhiên thanh tịnh, đó là Niết Bàn. Vậy Niết Bàn là gì? Niết Bàn là thanh tịnh, vì thanh tịnh nên không sanh và không diệt. Khi người nào tu vào được bể tánh thanh tịnh, những công đức mà mình đã tạo ra trong tam giới, nó biến thành là pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh gồm có 1. Vô lượng thọ, 2. Vô lượng quang, 3. Vô lượng công đức. Do đó, hiện nay vị nào đại phúc được truyền bí mật thiền tông, vị đứng ra kiểm thiền phải hỏi vị đó coi có thật sự đạt được một trong 3 phần thanh tịnh như dưới đây thì mới được truyền, gồm 1. Khi tâm vật lý tự nhiên thanh tịnh, phát ra thơ hay kệ. 2. Cảm nhận được cái thanh tịnh thật rõ ràng của một trong các căn. 3. Cảm nhận được cái thanh tịnh thật rõ ràng của thân. Thì vị kiểm thiền mới được phép ký vào giấy chứng nhận là vị đó đã đạt được bí mật thiền tông và cung cấp cho vị này tất cả những lời dạy của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông thật tuyệt này. Vì chỗ quá tuyệt mật nên Đức Phật có dạy tại cửa thứ 3 này, một vạn người tu đến đây, họa may chỉ có một người qua được thôi. Đây là con số chúng tôi nói nhiều, chứ sự thật mấy tỷ người trên trái đất này có bao nhiêu người biết lộ trình đến Phật tánh, chứ đừng nói chi đến cửa Hải Triều Âm. Hiện nay ai có đại phúc mới được truyền bí mật thiền tông,
Khi vị nào được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh mới hiểu bốn câu kệ mà Đức Phật dạy. Khi vào bể tánh được rồi, những việc trong tánh Phật làm mà thôi. Trí thế tự nhiên tách rời, trở về vật lý luân hồi tử sanh. Chúng tôi xin nói rõ, vào được bể tánh thanh tịnh Phật tánh chỉ có hai hạng người dưới đây vào được thôi. Hạng người thứ nhất, người có đại duyên, đại phúc, đại hạnh, đại nguyện, đại tinh tấn, đại trí tuệ mới vào được. Trong thiền tông học gọi là đốn ngộ, tức ngộ nhanh. Vì vậy, Tổ Bồ Đề Đạt Ma có dạy như sau: nhận được tánh Phật thì mới vào bể tánh được. Hạng người thứ hai, người có trung duyên, trung phúc, trung hạnh, trung nguyện, trung tinh tấn, trung trí tuệ, phải tu tiệm, tức tu từ từ, cũng vào được bể tánh thanh tịnh Phật tánh, gọi là tu theo thứ lớp. Đức Phật dạy hạng người thứ hai này phải tu như sau. Hạng người này phải hành thiền theo lộ trình mới vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh được. Người này phải biết cho thật rõ, phải hiểu cho thật thông, phải hành cho thật đúng thì mới vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh được. Nhưng người này phải tìm cho được vị thiện tri thức, biết rõ pháp môn thiền thì mới thành công được. Tuy nhiên, Đức Phật có dạy phân nửa hạng người này còn thích trầm luân, nên có bài kệ như sau: muôn đời ngàn kiếp cứ rong đi, lúc lên chót vót tận trời cao, cõi trời. Khi chui xuống tận lòng đất đỏ, địa ngục tưởng rằng cao tột ấy là vui. Xuống tận lòng đất ấy là khổ, khổ vui, vui khổ kẻ ngu đần. Bỏ vui, bỏ khổ là hơn người, khi nghe được tiếng vang rền nổ. Ngộ tánh qua nhĩ căn, xé nát màn đêm đã thấy đường. Đường về quê cũ không xa lắm, bởi tại lòng ham chẳng chịu về. Ham mê vật chất mới lê thê, đường trần rong ruổi đi đi mãi, lường gạt với nhau để kiếm danh. Vì vậy người này không giải thoát, muôn đời ngàn kiếp phải trầm luân. 17. Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát. Đoạn văn phàm phu này, cụ muốn vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, phải đọc thật chậm rãi, suy xét từng câu, từng chữ, từng lời, từng ý và từng nét. Nếu không được như vậy thì không vào được. Vì sao vậy? Vì đây là chỗ tối cao, vô thượng, thậm thâm của nhà Phật mà từ trước đến nay chưa ai giải và chỉ. Nếu cụ thật sự muốn vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh mà nghe hết đoạn giải này không nhận ra được Phật tánh của chính mình thì chúng tôi xin chịu, mong cụ cố gắng. Trước tiên, cụ phải hiểu ba căn bản như sau: 1. Phật tánh là sao? 2. Tánh người là gì? 3. Trong tánh người có những gì? Trên đây là ba căn bản nếu cụ muốn vào được bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Chúng tôi xin nêu ra từng phần một, cụ hãy cố gắng nghe cho thật rõ, rồi sau đó chúng tôi mới dẫn cụ đi vào. Còn có kết quả đến đâu là tùy theo duyên phúc của cụ vậy. 1. Phật tánh, Đức Phật dạy trong Huyền Ký như sau: Phật là trùm khắp mọi nơi, tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Trong tánh Phật chỉ rõ rành, thấy mà thanh tịnh không sanh điều gì. Nghe được thanh tịnh một khi, khi biết chỉ biết vậy thì mà thôi. Pháp đi khắp chốn khắp nơi, bốn thứ trong ý là nơi Niết Bàn. Niết Bàn có điện từ quang, chuyên chở các thứ muôn ngàn xa xăm. 6 thứ nêu trên, Đức Phật dạy trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh là như vậy. 2. Tánh người gồm có thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. 16 thứ này, nó bao phủ bởi 84.000 những thứ ảo giác nữa mới gọi là tánh người. 3.
trong tánh người phải làm việc như sau. Vỏ bọc của một con người là tứ đại. Trong tứ đại có sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thức, mạc na thức và tàng thức. Nhiệm vụ của mỗi thứ như sau. Một, về mắt để quan sát, tức thị giác, thấy. Hai, về tai để nghe, tức thính giác, nghe. Ba, về mũi để ngửi mùi, tức khứu giác, ngửi. Bốn, về miệng để biết mùi vị, tức vị giác. Năm, về thân để biết nóng lạnh, cứng mềm, trơn nhám, tức xúc giác. Sáu, về ý thức để biết và phân biệt, tức ý thức. Bảy, về mạc na thức. Việc làm của mạc na thức là khi ý thức biết và phân biệt, mạc na thức có bổn phận là đưa vào tàng thức cất giữ. Khi ý thức cần, mạc na thức đem ra, nên được mang tên là truyền tống thức. 8. Về tàng thức, có nhiệm vụ là chứa tất cả những gì mà mạc na thức đem vào như phải, quấy, hơn, thua, buồn, thương, giận, ghét, tốt, xấu, học nhiều, học ít, vân vân. Cũng như ở trong tàng thức này, nó chứa luôn thần thông, phép màu, thần, thánh, ma quỷ, ông này, bà nọ, vân vân, và cả Phật tánh nữa. Cụ muốn vào được bể tánh thanh tịnh Phật tánh, cụ phải biết tạo ra công đức thật nhiều thì mới vào được. Còn cụ cứ tạo ra phước đức dù có bao nhiêu cũng không vào được. Vì sao vậy? Vì công đức là thứ hình thành ra pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh lớn hay nhỏ là do công đức của cụ tạo ra nhiều hay ít. Còn phước đức là thứ tạo ra vật chất. Dù vật chất có nhiều đến đâu cũng là thứ sinh diệt theo quy luật vật lý. Chính chỗ công đức và phước đức này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy hai phần như sau. Một, các ông muốn vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh mà các ông không có công đức thì không thể nào vào được. Hai, các ông cứ mãi lo tạo ra phước đức, dù phước đức của các ông có nhiều như trái đất này, sau cùng rồi cũng bỏ hết. Vì sao vậy? Vì phước đức của các ông tạo ra, nó phải theo chiều thành, trụ, hoại, diệt nên không bền lâu. Cụ Phan Quốc Đáng lại hỏi, sao các nơi không ai dạy tu để thành Phật mà ở đây trưởng ban lại dạy pháp môn này? Trưởng ban nói, nghe nói tu để thành Phật, ai ai cũng sợ, con người phàm phu làm sao thành Phật được? Tại vì từ trước đến nay không ai giải thích thật rõ Phật là gì, nên khi nghe nói đến thành Phật, họ tưởng tượng ra đủ thứ trên đời, còn bị những người không hiểu, họ lại thần thánh hóa Phật nữa. Bởi vậy, họ không chịu nghe lời dạy của những bậc tu đúng. Nếu cụ hiểu Phật như trình bày ở trên, thì đâu có gì phải sợ. Nhờ hiểu chính xác rồi, cụ muốn vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, phải đủ điều kiện và đi theo lộ trình như sau. Một, về thân, phải mạnh khỏe, ở trạng thái quân bình âm dương là tốt nhất, bắt buộc phải tuân thủ ở điểm này. Hai, về tâm vật lý, phải nhìn đời bằng đôi mắt khoa học, không sợ thần linh, không mê thần quyền, không đề cao ai, kể cả đề cao mình, không tin những gì mà mình không kiểm chứng bằng khoa học được, không làm theo những gì mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước kia đã làm. Đức Phật đã dạy rất rõ, chớ dẫm Như Lai vết đã qua. Đức Phật dạy, trước kia Như Lai chưa nhận ra Phật tánh của chính Ngài, nên Ngài mới tìm tòi học hỏi. Khi Ngài đã biết công thức trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh rồi, ai muốn trở về nguồn cội của chính mình thì hãy thực hành đúng như lời của Ngài dạy là về được. 3. Về hình thức, không bày biện lung tung.